Xin chào bà con và các bạn đang theo dõi kênh Khỏe và Đẹp cùng Đông Y. Hôm nay Tường tiếp tục làm clip chia sẻ đến mọi người, đến bà con bài thuốc về cây thảo mộc, thảo dược quanh vườn nhà của chúng ta ha mọi người. Đông Y gia truyền Tấn Khang cảnh báo 4 nhóm thực phẩm gây mụn trứng cá bạn cần phải biết. Đối với các chị em, mụn luôn là nỗi phiền phức mà khó ai có thể vui được, đặc biệt trong thời tiết như thế này. Hôm nay, Đông Y gia truyền Tấn Khang xin giới thiệu tới các bạn, đặc biệt là chị em bạn gái 4 nhóm thực phẩm gây mụn mà chị em cần phải biết và tránh xa ngay nhé. Như các bạn đã biết, trong các nguyên nhân gây ra mụn thì chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những lý do phổ biến nhất và khó xử lý nhất. Do đó, hãy chú ý thật kỹ tới chế độ ăn của mình để hạn chế cơn địa chấn nhé. Tổng hợp các nhóm thực phẩm gây mụn cần hạn chế ăn. Tất cả các món thức ăn dưới đây đều khá ngon và cũng là một hương vị của cuộc sống, tuy nhiên, chỉ cần biết hạn chế là bạn sẽ giảm đi nguy cơ bị mụn. Một, đồ cay nóng. Những thực phẩm có nêm gia vị cay thường là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới mụn trứng cá phát triển. Đơn giản vì các loại gia vị như ớt, tiêu sẽ làm chậm đi quá trình giải độc gan của cơ thể, gây ảnh hưởng tới sức khỏe làn da. Trong trường hợp đang bị mụn, bạn cần hạn chế tối đa các món cay ngay để tránh mụn nặng hơn. 2. Đồ ngọt. Nếu cứ ăn thoải mái các đồ ăn ngọt như bánh kẹo, trà sữa, thì bạn đang tự mình làm tăng quá trình sản xuất insulin trong cơ thể, gây sản sinh nhiều dầu thừa, điều này sẽ làm các tế bào chết cũng như vi khuẩn xuất hiện nhiều hơn trên da mặt, gây bít tắt lỗ chân lông. Một nguyên nhân nữa khiến mụn trứng cá phát triển nhiều chính là làn da mặt quá nhiều nhờn dầu. Thay vì ăn đồ ngọt, bạn có thể uống nước ép, sinh tố, vừa đẹp da, vừa thon dáng. 3. Đồ chiên rán. Một số loại thức ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, mì gói đều chứa rất nhiều chất béo xấu. Đây là nguyên nhân khiến cho tuyến bã nhờn bị bít lại và gây nổi mụn. 4. Đồ uống chứa caffeine. Khi bị mụn trên mặt, hãy hạn chế uống cà phê vì nó có hại cho làn da nếu uống quá nhiều. Nhớ thường xuyên ghé Đông Y gia truyền Tấn Khang để nhận được những nội dung về sức khỏe và làm đẹp hữu ích nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share và bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.